Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 9 rồi đúng không nào? Và chúng ta đã hiểu thế nào là số thập phân vô hạn tương hoàng và thế nào là số thập phân hữu hạn, đúng chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở phần hệ thống hóa kiến thức của cái bài số 10, đó chính là làm tròn số đúng không nào? Ok. Về cái bài làm tròn số này á, ở trong sách giáo khoa người ta đã đưa ra các cái quy tắc nó rất là dễ hiểu, và trong clip ở trong sách giáo khoa thầy đã quay cho các em rồi. Thì trong cái năm đây thì thầy sẽ quay lại để hệ thống lại để chúng ta biết được thế nào. Chúng ta ghi tại cái quy ước làm tròn số này. Làm tròn số. Như vậy thì chúng ta có một này. Nếu trừ số đầu tiên, nhớ này, bỏ đi và nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại, nghĩa là giữ nguyên chứ không cộng thêm một. Thì lấy ví dụ này, ví dụ như là 0,15 2,4 đi. Đối cái này á, người ta yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Nhìn đây, em nhìn đây này, sau dấu phẩy này, sau dấu phẩy này đây chính là hạng thập phân, chữ số thập phân thứ nhất, chữ số thập phân thứ hai, chữ số thập phân thứ ba và chữ số thập phân thứ bốn, đúng chưa nào? Như vậy trong đề bài thầy yêu cầu là làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai, nghĩa là làm tròn tới chữ số 5. Khi làm tròn tới chữ số 5 thì các em nhìn phía đằng sau nó chính là chữ số 2. Mà chữ số 2 này chữ số 2 này nó là nhỏ hơn 5, nên khi chúng ta bỏ đi chúng ta không cộng một đơn vị vào đằng trước. Như vậy thì khi đó nó vẫn ra được là 0,15. Ok, được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục. Bây giờ nếu chữ số đầu tiên bỏ đi mà lớn hơn 5, lớn hơn hoặc bằng 5 ha. Nghĩa là bằng 5. Từ số 5 trở lên á, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó ha. Thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Thì lấy ví dụ, ví dụ như cho số bất kỳ 0,3879 đi. Bây giờ cũng cái bài này thầy làm yêu cầu làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai, chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn này. Chữ số thập phân thứ hai là số 8, thì chúng ta phải để ý giúp thầy, đó chính là chữ số thứ bảy, số 7 này. Số 7 này là lớn hơn 5, chứng tỏ ta bỏ cái phần này từ 7, từ 7 trở đi chúng ta bỏ đi và phải cộng một đơn vị vào cái chữ số 8 này. Như vậy nó sẽ gần bằng là 0,39. Hiểu chưa? Nó chỉ đơn giản vậy thôi, được chưa? Còn đối với các cái chữ số này, ví dụ 1,357895 gì đấy, thì bây giờ này, cái hàng ở đằng trước này, cái chữ số 1 này gọi là hàng đơn vị, được chưa nào? Còn ở phía sau này, cái hàng này người ta gọi là hàng thập phân. Em hiểu nào? Như vậy thì đây là hàng đơn vị. Còn nếu dù có số trước là nữa hàng chục, hàng đơn vị hàng chục, nếu có số này nữa hàng đơn vị hàng chục hàng trăm, thì cái hàng này ở phía trước là người ta biết rồi. Còn bắt đầu tính từ hàng thập phân là tính từ dấu phẩy đây, thì chữ số thập phân thứ nhất này, đây là chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ví dụ như ở cái bài này, ở cái bài này ví dụ làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất này, nghĩa là chữ số 3. Ví dụ bài này nha, tới chữ số 3 thì chúng ta phải nhìn vào, đó chính là chữ số 5 ở đây. Số 5 đây là từ số 5, nó lớn hơn hoặc bằng 5, thì chứng tỏ chúng ta bỏ cái hàng này đi và chúng ta cộng một đơn vị nào ở đây, nghĩa là nó sẽ ra được ngay chỗ đây là số 4. Em hiểu nào? Còn nếu như người ta yêu cầu làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai, nghĩa là số 5, thì các em phải nhìn vào số 7. Nếu làm tròn tới chữ số thập phân thứ ba,
là các em phải nhìn giùm thầy vào chữ số 8. Làm tròn tới chữ, số thập phương thứ 4 thì các em phải nhìn vào chữ số 9. Đã khá là như vậy. Các em hiểu chưa? Ví dụ 0,35628 đây. Ở đây làm tròn tới chữ số thập phân thứ 3. Thứ 3 đó chính là chữ số 6. Thì các em sẽ nhìn giùm thầy chữ số 2. Chữ số 2 nó rơi vào ở trong trường hợp 1 là nó sẽ nhỏ hơn 5. Thì từ số 2 này trở đi, chúng ta bỏ đi và không cộng vào một đơn vị vào đằng trước. Như vậy thì cái này nó sẽ ra được 0,356. Nhưng ở đây thầy yêu cũng cái số này, thầy yêu cầu làm tròn tới chữ số thập phân thứ 4. Chữ số thập phân thứ 4 đó chính là chữ số 2. Cái nào thì thầy sẽ gạch chân đây và các em sẽ nhìn giùm thầy, đó chính là chữ số 8. Chữ số 8 thì nó sẽ như nào? Nó sẽ lớn hơn, lớn hơn 5, thì chứng tỏ cái chữ số 8 này, từ chữ số 8 này nếu còn nữa chúng ta bỏ đi và chúng ta sẽ cầm một đơn vị vào chỗ này, vào chữ số 2 này. Như vậy ra được 0,3563. Hiểu chưa? Cái quy tắc của chúng ta làm là như vậy. Ok, được chưa nào? Nói chung ấy là cái phần làm tròn này nó khá là quan trọng. Tại vì khi chúng ta học về hóa hay là lý hay là toán thì cái phần làm tròn này rất là quan trọng em nha. Và các em về thuộc về hai vi ước này để chúng ta hiểu, ta nắm. Ok chưa? Đó. Vậy thôi. Được chưa? Thì những cái phần bài tập này á là thầy đã hướng dẫn giải rồi. Bạn nào có nhu cầu đăng ký khóa học online thì chúng ta nên đăng ký. Còn cái phần này, phần bài tập bổ sung thầy quay miễn phí cho các em. Ví dụ như bài này làm tròn tới các số sau đây tới chữ số thập phân thứ nhất. Nhìn đây này. Cứ tính từ dấu phẩy chữ số thập phân thứ nhất là đây này. Thầy gạch chân để các em thấy này. Số 7 này. Số 4 này. Số 1. Số 0. Số 0. Số 0 ở đây. Số 8 ở đây. Cứ tính từ dấu phẩy nha. Chứ không phải ví dụ thấy như này nói chữ số 9 là sai. Số 8 này. Số 9 này. Thì các em phải nhìn đằng sau nó. Đây là phải thầy con tròn chữ số 0 này. Chữ số 5 này. Chữ số 1 này. Chữ số 9 này. Chữ số 5 này. Chữ số 3 này. Chữ số 8 này. Và chữ ở đây là chữ số 9. Các em hiểu không? Thì các em căn cứ vào cái phần quy ước thôi. Ví dụ ở đằng sau nó là chữ số 0 thì nó rơi vào trường hợp mấy? Trường hợp 1. Tại vì nó nhỏ hơn 5 thì bỏ đi. Như vậy ví dụ ở cái anh này 6,70 thì làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất thì gần bằng là 6,7. Ví dụ thế. Hoặc là ví dụ như ở cái bài 8,45 đây thì nhìn vào số 5 thì nó có số 5 này, từ số 5 trở lên bỏ đi và cộng một vào đơn vị đằng trước là 8,5. Dấu ở đây là dấu gần bằng kia nhá, chứ không phải được đánh dấu bằng như này là sai đấy, phải là dấu gần bằng. Em hiểu chưa? Đó thì cái này thầy đã giải em rồi. Thì bạn nào có nhu cầu thì đăng ký khóa học online đầy đủ các link luôn, được chưa? Chi tiết dễ hiểu. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhá. Trong clip sau thì thầy sẽ quay cho các em ở cái phần bài tập bổ sung của bài số 10. Ở trong đây nó gồm cũng có 4 bài. Được chưa? 4 bài. Thầy đề nghị các em là phải làm trước giùm thầy. Được chưa? Ok, chúc em học tốt. Bye bye nha.